Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài nghênh đón nồng hậu, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, từ 51 đến 100 tuổi, vượt qua đại hạn, đón thời giàu sang nếu tránh ba điều này. Đoán xem số mạng Giáp Dần, đại khê mạng thủy nước sông chảy hoài, số tuổi lúc nhỏ gian nan, có lúc bệnh tật khóc hoài khó nuôi, lớn lên làm có của kho, có rồi lại hết sớm đầy tối vơi. Số này phải chọn phương xa, lập nên cơ nghiệp vậy mà mới yên, nhân duyên chắc trở buổi đầu, về sau mới được an hòa gia môn. Trung vận phát đạt giàu sang, cũng nhờ hồng phước của trời ban cho, nhưng nhà chẳng đặng yên vui, trở về vận cuối gia môn đắc thành. Vâng, thưa cô bác tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 thân mến, cổ nhân quan niệm rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đã thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận, có người sinh ra đã sướng, sướng từ trong trứng sướng ra, những tướng cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ vì tính cách phô trương tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, thời trẻ vẻ vang, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc nghèo khổ nhục nhã. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi, trong số 12 con giáp, có tuổi Giáp Dần sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc. Những tưởng buông xuôi trước số phận khổ cực, cả đời nhục nhã một kiếp, nhưng vì tính cách chân thực lương thiện và kiên nhẫn, nên từ năm 51 đến cuối đời, là lúc tuổi Giáp Dần đón nhận thiên mệnh đổi hoán sao rời, chỉ cần cấm ba điều này, là mọi khổ đau trong đời lập tức hoán thành phúc lộc nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy vận trình của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao, từ năm 51 đến 100 tuổi, cần lưu ý điều gì, mời quý vị chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Dần thân mến, tính đến nay nhiều người cũng đã rơi vào độ tuổi 50 rồi nhỉ. Ở độ tuổi này ngấp nghé độ tuổi bước sang tuổi già, có những người thường đi du lịch đây đó, tận hưởng hết tháng ngày còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh khác thì không được như vậy, nhiều anh chị than phiền rằng, ở cái độ tuổi này rồi còn thăng tiến trong sự nghiệp gì nữa. Có anh chị bảo rằng thăng tiến sự nghiệp làm gì, khi già rồi chỉ chờ chết thôi, nói vậy đâu ai muốn gần đến cái chết. Cô bác biết không, ở ngoài kia không phải ai cũng có tiền để an nhàn hưởng thụ, có những người tuổi Giáp Dần già yếu rồi đến gần tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn cố gắng tần tảo làm việc, được đồng nào hay đồng ấy để trang trải cuộc sống này. Anh chị tuổi Giáp Dần, anh chị đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn thực sự ổn hay có bất ổn gì không? Anh chị có biết không, bước vào hậu vận cuộc đời là phong thái, khí chất, khí độ của một người. Đây là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của người đó. Giai đoạn này của cuộc đời người tuổi Giáp Dần, nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay thì lại khiến người khác phải chố mắt kinh ngạc. Giai đoạn này luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao mới, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Mệnh chủ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can. Không cầu thả nông nổi bộc chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được lợi ích vô cùng. Người tuổi Giáp Dần, nhìn bề ngoài thì thấy như hồ đồ, chỉ là họ không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ, đại khí là loại nhường nhịn, lấy đức mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ gì lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận người tuổi Giáp Dần, thích cuộc sống đạm bạc giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng,
tâm nhìn nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Giáp Dần chọn một cuộc đời thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Giáp Dần luôn chọn cho cảnh giới khác với những người xung quanh, chiến thắng bản thân tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người. Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Giáp Dần 1974. Giáp Dần 1974 tuy hơi cục cằn, nhưng khả năng làm việc lại đáng kinh ngạc, đặc biệt là đối với sự phát triển của các thị trường mới nổi. Những khách hàng lớn khó xử lý, nhiệm vụ càng khó càng khơi dậy được tiềm năng phi thường của họ. Tuy nhiên, việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân thực sự là thiếu sót của họ, nhưng chỉ cần họ gặp được người có thể đánh giá cao họ, Giáp Dần thực sự có thể tỏa sáng trong mọi vị trí. Ai muốn tự mình khởi nghiệp thì nên chọn hình thức kinh doanh độc lập. Sau khi mở rộng quy mô kinh doanh thì nên chọn hình thức độc tài một người. Tuổi này có nhiều điểm sáng và khá thành công trong sự nghiệp, nhưng không có địa vị cao. Bước sang tuổi trung niên, họ có cuộc sống sung túc đầy đủ, vui vầy hưởng phúc từ con cháu. Về tài lộc chọn đời Giáp Dần 1974. Người tuổi Giáp Dần không xem trọng chuyện tiền bạc, lý do là bởi điều quan trọng trong cuộc sống của bạn nghiêng về những vấn đề thuộc lĩnh vực tinh thần. Cũng chính vì điều này mà bạn thường không mấy để tâm đến nguồn gốc thu nhập của chính mình. Họ lạc quan dù không màng lợi lộc, nhưng vẫn có vận số tiền tài tốt, chỉ có điều không giỏi trong việc tiết kiệm. Lời khuyên tài chính, đừng đầu tư vào những phi vụ mà bạn không có khả năng quản lý hoặc nằm ngoài chuyên môn cá nhân. Đồng thời phải cẩn thận với các mối giao hữu, tuyệt đối không được đầu tư một cách nóng vội. Hãy luôn quan sát và đánh giá độ tin cậy của bạn bè, người quen, cũng như tình hình tài chính của họ trước khi tham gia hợp tác. Bạn nên tích cực lắng nghe và làm theo lời khuyên từ những người đi trước. Việc này sẽ giúp hạn chế nguy cơ phá sản. Về sức khỏe chọn đời tuổi Giáp Dần 1974. Trong ngũ hành, tuổi Giáp Dần thuộc hành thủy, đặc trưng của người thuộc hành thủy là trường thọ. Tuy nhiên do toàn thân đại diện hành thủy trong cơ thể con người, nên có tác dụng chính là điều hòa âm dương, nóng lạnh trong cơ thể, dẫn đến người hành mộc thường mắc bệnh về đường huyết. Bạn nên lưu ý sức khỏe về tim mạch, mắt, nhất là những ai đã có mầm bệnh, nên đi kiểm tra nếu thấy dấu hiệu bất ổn, kể cả vấn đề tiêu hóa, dễ có vấn đề ở lứa tuổi chứa nhiều mộc tính. Vấn đề sức khỏe gây ra bởi chế độ ăn uống sẽ là vấn đề phổ biến nhất. Ở giai đoạn đầu của tuổi trung niên, tình trạng thể chất của bạn tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Nếu bạn không chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, sức khỏe của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Về tình cảm, gia đạo chọn đời Giáp Dần 1974. Trong chuyện tình cảm, đàn ông tuổi này giống như một con hổ, mạnh mẽ, biết chiều chuộng bạn gái và không ngại hy sinh. Chính vì vậy, họ rất được phái nữ yêu quý. Trong đời sống gia đình, đây là người có tính gia trưởng, thích điều khiển mọi việc xảy ra theo ý muốn của mình. Tuổi Giáp Dần là người lãng mạn trong chuyện tình cảm, họ nhiệt tình và có tính độc chiếm cao. Tuy nhiên, điều này dễ làm nửa kia của họ cảm thấy ngột ngạt và thậm chí nảy sinh chán ghét. Họ yêu ghét rõ ràng, hành sự dựa nhiều vào cảm tính cá nhân, có tư thái của nhà cầm quyền. Họ thích những thứ mới lạ, chán ghét cuộc sống gia đình đơn điệu và không muốn chịu sự bó buộc. Với tính cách mạnh mẽ, đây là những người phụ nữ làm chủ gia đình. Một mối lương duyên cũng cần được đầu tư công sức và thời gian mới có thể duy trì được trạng thái tốt đẹp. Dù mới chỉ là người yêu hay đã thành vợ thành chồng, hãy luôn thẳng thắn chia sẻ, biết thông cảm cho nhau và chăm sóc cho tình cảm đôi bên. Đừng áp đặt những cảm xúc cá nhân vào chuyện lứa đôi, tránh dẫn đến chuyện tan đàn xẻ nghé. Trong tử vi, quý nhân phù trợ của con giáp tuổi Dần này là tuổi Tuất, Ngọ, Hợi. Trong đó cặp đôi Dần Hợi được xem là sẽ ăn ý nhất khi kết hợp cùng nhau. Dần và Hợi hợp với nhau tạo thành một góc lục hợp, do đó Hợi được gọi là lục hợp quý nhân của Dần. Bạn nên tìm đối tượng yêu đương hoặc kết hôn trong số những con giáp này. Ngoài ra, tuổi Mão cũng được coi là đào hoa quý nhân của cung hoàng đạo này. Kinh dịch có nói, người tuổi Dần, Ngọ, Tuất sẽ mở được vận số đào hoa khi gặp tuổi Mão. Chính vì vậy tuổi Mão được gọi là đào hoa quý nhân của những người tuổi Hổ. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Giáp Dần 51 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận cho Giáp Dần 1974, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Với nam mạng tuổi Giáp Dần sinh từ ngày 23 tháng 01 năm 1974 đến ngày 10 tháng 2 năm 1975, thuộc mệnh thủy, đại khe thủy, tức nước khe lớn, thiên can giáp kết hợp với địa chi Dần,
mang ý nghĩa lập định chi hổ, tức hổ tự lập, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can giáp, bình hòa với can giáp, địa chi dần bình hòa với chi thìn. Tổng quan về năm giáp thìn của bản mệnh giáp dần gói gọn trong 4 chữ trong nguy có cơ, giáp dần nam mạng duy trì ổn định công việc và tình hình tài chính trong năm 2024. Là người có nhiều kinh nghiệm, vốn hiểu biết sâu sắc, bản mệnh được tín nhiệm giao phó các nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt nam tuổi dần sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Nam sinh năm 1974, là người giữ chữ tín nên luôn được mọi người xung quanh kính trọng, mối quan hệ xây dựng dựa trên niềm tin, sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những lời tai tiếng bên ngoài, có được những người bạn thật lòng, tốt bụng. Nam mạng tuổi giáp dần nên tập trung khai thác điểm mạnh trong năm 2024, phát triển lợi thế sẵn có để gia tăng tiến độ công việc. Bản mệnh đang từng bước tiến đến vị trí cao hơn trên con đường sự nghiệp của mình, đồng hành với giáp dần nam mạng là những người đồng nghiệp có chuyên môn. Bản mệnh nên lắng nghe, tiếp thu và thảo luận công việc để tìm ra ý tưởng sáng tạo khi gặp vấn đề nan giải. Cột mốc sự nghiệp của mệnh chủ trong năm 2024 khá rõ ràng. Điều này thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của nam tuổi dần trên khía cạnh công việc, báo hiệu sự khởi đầu tốt đẹp, thành công. Tình hình tài chính của nam tuổi giáp dần phụ thuộc vào chất lượng công việc và hiệu suất làm việc, thời điểm công việc phát triển. Mức thu nhập của bản mệnh gia tăng ổn định, có dư trong các khoản chi tiêu, bản mệnh có thể lựa chọn cất giữ của cải hoặc đầu tư an toàn để tăng thu nhập cá nhân. Trong giai đoạn khó khăn, nếu là người kiểm soát doanh thu tài chính tốt, nam tuổi dần sẽ sớm thoát khỏi vòng xoáy thiếu hụt tiền bạc. Đầu tư thông minh để tiền đẻ ra tiền, dự báo năm 2024 sẽ có sự thay đổi trên phương diện tài chính đối với bản mệnh giáp dần. Đời sống hôn nhân của giáp dần nam mạng khá êm ấm, những bất hòa thường ngày không gây ảnh hưởng đến tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng. Khi cả hai có sự sẻ chia thấu hiểu và bầu bạn với nhau, khoảng cách thế hệ xuất hiện giữa mối quan hệ con cái, cha mẹ, bản mệnh trong vai trò là người con cần hiếu kính, tôn trọng đấng sinh thành ra mình, với vai trò là người cha, nam tuổi dần nên yêu thương, trò chuyện và tôn trọng các con. Ở độ tuổi trung niên, sức khỏe của giáp dần nam mạng cần được chăm sóc và bảo vệ thường xuyên hơn, bản mệnh nên hạn chế sử dụng đồ uống có cồn như rượu, bia, hút thuốc lá để ngăn ngừa bệnh tật. Bản mệnh giáp dần có thể nâng cao đời sống tinh thần bằng cách tập luyện thể thao, tham gia chuyến du lịch ngắn, thư giãn cũng là cách hồi phục năng lượng, sức lực để làm việc có hiệu quả hơn. Riêng với nữ mạng, nữ tuổi giáp dần 1974 đạt được một số thành tựu sau quãng thời gian lao động chăm chỉ. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ tiếp tục duy trì ổn định và tiến xa hơn nếu làm việc có kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong năm 2024. Phương diện sức khỏe của bản mệnh trong năm này không có gì đáng lo ngại. Giáp dần nữ mạng là người biết tự chăm sóc bản thân, cố gắng duy trì tinh thần thoải mái, tiếp tục theo dõi sức khỏe thường xuyên, cũng như duy trì các thói quen tốt giúp mệnh chủ bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật. Nhờ khả năng ứng xử khéo léo mà nữ tuổi giáp dần 1974 được đồng nghiệp xung quanh yêu mến, kính trọng, mối quan hệ tốt với mọi người giúp bản mệnh có thêm năng lượng làm việc, thảo luận nhiều vấn đề khác nhau trong công việc. Nhìn chung công việc của mệnh chủ trong năm 2024 không có sự thay đổi lớn so với năm cũ, một số khó khăn có thể được giải quyết nhanh chóng nhờ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của nữ tuổi dần. Khả năng kiểm soát tài chính giúp giáp dần nữ mạng dư giả hơn trong các khoản chi tiêu, mệnh chủ có thể cân đối tốt tài chính cá nhân và gia đình khi có sự hiểu biết về tiền bạc, tài sản. Năm 2024 là năm thích hợp để tích lũy đối với bản mệnh, nữ tuổi dần 1974 nên theo dõi chi tiêu hàng tháng, tránh xa các khoản vay quá sức. Ngoài ra nếu có đủ điều kiện sức khỏe, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn thu khác nhau. Năm 2024 là một năm thuận hòa trong chuyện tình cảm của bản mệnh giáp dần, những bất hòa trong đời sống hàng ngày đều có thể giải quyết. Khi cả hai giải bày tâm sự, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, cuộc sống vợ chồng của bản mệnh nên có sự tôn trọng, giữ hòa khí. Gia đạo của nữ mạng tuổi giáp dần đón nhận điềm lành trong năm 2024 giáp thìn. Các thành viên trong gia đình có cơ hội gắn kết tình cảm sau quãng thời gian bận rộn, tạm gác những bề bộn bên ngoài để quay trở về nơi được gọi là nhà. Mệnh chủ giáp dần nên lưu tâm các bệnh về xương khớp, nhức mỏi. Đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bắt đầu lão hóa. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, bổ sung dưỡng chất, cùng rèn luyện cơ thể sẽ giúp bản mệnh cải thiện sức khỏe. Nữ mạng tuổi giáp dần thường tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn, mong muốn cuộc sống thoải mái, tự tại. Để làm được điều này, bản mệnh cần chấp nhận buông bỏ một số điều, cố gắng là làm hài lòng tất cả mọi người, cố gắng trở nên hoàn hảo, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn.
cho người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. 1. Chọn tuổi hợp với Giáp Dần 1974. Tuổi hợp làm ăn đối với nam mạng. Tuổi Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần, Canh Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Lựa chọn vợ, kết hôn với tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Tân Hợi, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Giáp Dần, thuận vợ thuận chồng, cuộc sống giàu sang sung sướng, không lo thiếu thốn. Kết hôn với tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, Giáp Tý, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt, cuộc sống không mấy dư giả, nhưng đời sống tình cảm phong phú lãng mạn, có nhiều niềm vui. Kết hôn với tuổi Kỷ Mùi, Quý Sửu, mối quan hệ này đôi lúc sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn cãi vã, tuy nhiên chỉ cần cả hai đều nhường nhịn, đặt mình vào vị trí của nhau để lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn thì sẽ nhanh chóng vượt qua được khó khăn. Trong cuộc đời nam mạng tuổi Giáp Dần ở độ tuổi 20, 24, 26, 32, 38, 44 tuổi kém may mắn, không nên tiến hành những chuyện quan trọng như ăn hỏi, cưới xin. Lựa chọn thời gian, độ tuổi thích hợp sẽ giúp cuộc sống hôn nhân sau này của bạn thuận lợi suôn sẻ hơn. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 2, 3, 4, 8, 9 và 12 âm lịch, có số đào hoa, được nhiều người theo đuổi yêu thầm. Tuy nhiên họ là những người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một khi đã yêu ai sẽ hết lòng thủy chung. Tuổi Đại Kỵ, chọn tuổi phù hợp trong làm ăn hay kết duyên giúp chúng ta tăng thêm may mắn cho bản thân mình. Nam mạng tuổi Giáp Dần không nên kết hợp với tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ, bởi đó là những tuổi Đại Kỵ, không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Tuổi hợp làm ăn với nữ mạng. Nếu trong công việc, sự nghiệp mà nữ Giáp Dần muốn tìm một vài người để hợp tác làm ăn thì theo tử vi số mệnh, những con giáp sau đây sẽ rất phù hợp đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, giúp các vụ làm ăn thành công tốt đẹp, đó là Giáp Dần, Mậu Ngọ và Canh Thân. Những con giáp này có thể được coi là quý nhân của nữ tuổi Giáp Dần, họ sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp như ý muốn đến với bạn. Lựa chọn chồng. Xem tuổi để kết hôn là một việc rất hệ trọng và cần thiết để có được một cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ, nhiều niềm vui và may mắn. Nếu kết hôn với các tuổi Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi thì nữ tuổi Giáp Dần hầu như sẽ không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Người chồng chính là phúc tinh của người vợ. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình sẽ rất vui vẻ, vận may về tài chính tới, công danh sự nghiệp từng bước phát triển. Kết hôn với các tuổi Bính Thìn, Canh Tuất, Bính Ngọ thì cuộc sống của nữ Giáp Dần sẽ rất bình yên mà trôi qua. Nếu bạn không có quá nhiều kỳ vọng vào một cuộc sống giàu sang sung sướng mà chỉ muốn một cuộc đời bình dị và an nhàn thì đây chính là sự lựa chọn tương đối lý tưởng. Xem tuổi vợ chồng, nữ Giáp Dần không nên kết hôn với các tuổi Kỷ Mùi, Ất Sửu, Quý Sửu vì đây là những tuổi xung khắc với Giáp Dần. Nếu kết hôn với một trong những con giáp này thì cuộc sống hôn nhân có thể gặp điều không vui, đời sống vật chất khá khó khăn. Nếu muốn sau kết hôn có được hạnh phúc vui vẻ thì nên tránh tổ chức hôn lễ vào những tuổi sau 24, 26, 30, 36, 38 và 42 tuổi. Tuổi Đại Kỵ, nếu có hợp tác đầu tư, làm ăn kinh doanh thì nên tránh các tuổi sau, đó là Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu, các tuổi trên xung khắc với nữ tuổi Giáp Dần. Nên nếu hợp tác đầu tư thì sẽ đem đến sự không thuận lợi và kém may mắn, cũng không nên kết hôn với các tuổi này bởi sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Cuộc sống vất vả, nhưng nếu đã lỡ phải lòng nhau rồi thì cách tốt nhất để vẹn toàn đôi bên đó chính là làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức, chú trọng làm ăn. 2. Màu sắc hợp mệnh với Giáp Dần 1974. Theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành quy định, mệnh thủy tương sinh với mệnh kim và tương khắc với mệnh thổ, mệnh mộc. Từ đây dễ dàng xác định màu sắc hợp với người tuổi Giáp Dần 1974. Màu sắc hợp, màu đen và xanh dương của mệnh thủy, màu trắng, ghi, xám, bạc của mệnh kim, màu sắc kỵ, màu vàng, nâu của mệnh thổ và màu xanh lá cây của mệnh mộc. Ý nghĩa phong thủy của màu đen, nhắc đến màu đen người ta thường nghĩ ngay đến sự quyền lực, uy nghiêm và sức mạnh của nó. Sử dụng gam màu này, người tuổi 1974 sẽ nhận được nguồn năng lượng tốt lành, có thêm sức mạnh để giải quyết công việc một cách thuận lợi và suôn sẻ hơn. Ý nghĩa phong thủy của màu xanh dương. Màu xanh dương là màu của sự điềm tĩnh, yên tĩnh, hòa bình. Từ bầu trời thiên thanh đến nền nước lấp lánh ở đại dương, màu xanh dương luôn mang đến cho bạn cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng. Ý nghĩa màu trắng trong phong thủy tượng trưng cho sự thịnh vượng, tinh khiết, có thể nói màu trắng là màu của sự khởi đầu. Bởi mọi vật đều bắt đầu từ màu trắng, do đó,
Màu trắng còn thể hiện sự hồn nhiên trong sáng và giản dị. Ý nghĩa màu ghi trong phong thủy, màu ghi là đại diện của sự tôn trọng ranh giới, hòa bình lãnh thổ, nó mang lại sự thanh thản, biến năng lượng thành sự tĩnh lặng. Do vậy, nhiều người luôn cho rằng màu ghi sẽ đem lại sự yên tĩnh cho họ trong cuộc sống. 3. Phật độ mệnh của Giáp Dần 1974. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh. Thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Dần là Hư Không Tạng Bồ Tát. Hư Không Tạng Bồ Tát là sự đại diện cho trí tuệ, công đức và tài lộc. Đây cũng là vị Phật bản mệnh của tuổi Sửu. Hai con giáp này nếu đeo những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Hư Không Tạng Bồ Tát che chở bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối cho họ vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành. Hư Không Tạng Bồ Tát có tên tiếng Phạn là Aksaraba, phiên âm là A Già Xà Bích Bà, mang nghĩa khố tàng kim cương. Ngài là một trong 8 vị Bồ Tát độ mệnh. Ngài có công đức rộng lớn tựa hư không, trí tuệ vô tận không biên giới và lòng nhẫn nhục, từ bi sáng như kim cương. Hình tượng này thể hiện cho phúc đức và trí tuệ hợp nhất, hàm ý muôn đức có thể ban cho chúng sinh tất thảy chân quý. Lấy phúc đức làm căn bản, tương truyền, Ngài đã sớm tu thành Phật nơi cửa trời vì muốn cứu giúp và dạy dỗ chúng sinh mà cố ý giữ lại hình dáng của một vị Bồ Tát. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Dần 1974 đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có 3 đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, về già dù muốn bao bọc con cái đến đâu cũng không nên làm 3 điều sau. 1. Không giao tài sản cho con cháu quá sớm. Khi đến những tháng cuối cùng của cuộc đời, bạn cần phải học cách để cho bản thân một đường lui, tài sản của bạn như một pháp khí để an hưởng tuổi già. Người già tuyệt đối không giao tài sản của mình cho con cái khi chưa qua đời. Nếu làm như vậy chẳng khác nào bạn chủ động cho con cái mình một cuộc sống dễ dàng và tự đặt mình vào thế bị động. Người khôn ngoan sẽ chỉ giao tài sản cho con cái ở thời khắc họ gần đất xa trời nhất. Điều này không chỉ tránh được rủi ro tài sản bị con cái tiêu xài phung phí, mà còn giúp bạn đủ khả năng chi trả các khoản dịch vụ hưu trí nếu con cái bất hiếu. 2. Không sống chung cùng con cái để tránh được những mâu thuẫn không thể hòa giải. Sau khi về hưu, nhiều người cao tuổi chủ động dọn về sống cùng con cháu. Họ sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc con cháu mong gánh vác bớt áp lực. Mặc dù ý định là tốt, những việc làm này có thể đem đến kết thúc không như ý. Thực tế khoảng cách mới tạo nên cái đẹp. Khi hai thế hệ không chung sống dưới cùng một mái nhà, có thể giữ được mối quan hệ hòa thuận. Tuy nhiên, do sự khác nhau về tư tưởng, lối sống, việc sống chung có thể gây ra những mâu thuẫn. Một khi mối quan hệ trở nên tồi tệ, cha mẹ và con cái khó lòng nói chuyện và thể hiện tình cảm. 3. Không vì con mà vắt kiệt sức lao động tuổi già. Trong cuộc sống hiện nay, một số lượng lớn người già đã về hưu vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc không mệt mỏi chỉ để kiếm thêm tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái. Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu, không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà. Thậm chí không chỉ lo cho bản thân, họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Việc vắt kiệt sức lao động của người già sau khi về hưu là vô cùng phi lý. Đối với người già không phải là kiếm thêm được bao nhiêu tiền để trợ cấp con cái, cũng không phải giúp con làm việc nhà mỗi ngày. Điều quan trọng là chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Bởi một khi mất đi sức khỏe, không chỉ bản thân mệt mỏi, mà bạn còn trở thành gánh nặng đối với con cái. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.